Vĩnh Hy vốn là một làng chài với lịch sử hàng trăm năm tuổi. Vậy nên khi đến đây, diễn viên Dương Thanh Vàng và Gia Linh có dịp khám phá vẻ đẹp bình yên của làng chài ven biển, đi câu mực cùng bà con ngư dân và thưởng thức những món quà tươi ngon từ biển cả. Mời quý vị đón xem hành trình thú vị này trong chương trình Việt Nam Mến Yêu được phát sóng vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 30 tháng 12 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.